Vô lại mọi người ơi. Không có ghi mai hết trơn, vô lại luôn. Chào mấy khách nha, em vô lại nghe mạng bị gì á. Mẹ nó bị gì tự nhìn nó văng ra luôn ha. Trời ơi trời, cục hơn. Cha xin một chấm lại đi mấy chơi. Mạng gì thì cục quá trời luôn. Thôi coi còn pin nè. Còn chị, còn pin. Đợt này bà bị thoát ra nghĩ ra luôn đó chị ơi. Chào mấy chế nha. Kỳ cục quá. Sao kỳ quá vậy trời. Chào khách nha. Em lai tiếp, em lai tiếp nha. Tự động nó bị rớt mạng vậy luôn. Chị cho em một đâu à? Chợ trên nè. Sao kỳ ta, rồi có ai thấy em không? Thấy cho xin chấm đi mấy chị ơi. Có ai thấy thì cho xin một chấm đi. Có ai thấy cho xin một chấm đi mấy chị. Có ai thấy cho xin một chấm đi nha. Kỳ quá. Chào chị Thúy Vân. Dạ từ từ em lại tới. Có đầm xuông chơi đầm xuông nhiều quá chị. Sao kỳ quá. Mạng nó bị cái gì vậy? Tự nhiên bị văng ra bị văng vô hoài à. Chán ghê trời. Ơi mọi người, mọi người chia sẻ một lần giúp cho em đi. Cho em lên lại. Em lên lại đầm. Rồi, đầm của em mặc có màu đỏ với màu đen nha. Đầm của em mặc có màu đỏ với màu đen. Túi là túi giả nha, nó làm như là cái dạ vậy, mặc thành body nha. Cái này 60 kg bằng cũng được luôn nha mấy chị. 60 kg bằng cũng đẹp luôn á. Trời ơi, chán cái mạng này cái ghê luôn. Chán cái mạng này quá trời. Bạn như Jenny Ánh hỏi có lên body tay ngắn hay tay dài trơn không? Nhiều. Nhiều à, nhiều Jenny ơi. Nhiều lắm chị ơi. Đây. Cái body nha. Mới nhắc là dở ngay cái body sau nha. Ai lấy thì comment giùm em mã sau nha. Rồi mã sau, ai lấy thì comment sau nha. Tính rất là sáng luôn mấy chị. Sau này là không tay. Cái form này là có khoảng 54kg trở lại bằng đẹp nè. 54kg nha. Sau là 54-55. Chính nhất chút xíu muốn ôm xíu là 56 cũng được. Chào bằng Kali Nguyễn nha. 56 bông trang cũng được luôn. Xấu cũng đẹp. Đang xịn lắm mấy chị, đừng có lo là nó giãn hay nó bị gì hết trơn. Không có, nó đang xịn lắm. Mấy chơi mọi người chia sẻ lại giúp em lần nữa mấy chơi. Bị tổn quá rồi. Rồi. Cái này đẹp lắm nha mấy chị. Cái này là phom suông rất là đẹp. Trời chị nó bị dính rồi. Phong xuông thì rất là đẹp luôn. Trơn không hình. Trơn không hình tay ngắn tay dài. Đợi em tí chị. Em có trơn không hình. Hồi nãy trơn không hình là tay sắt nách. Rồi ai lấy cái mã này comment giùm em xuông nha. Cái này là phong xuông không dài đi. Trời ơi cái này là 60kg với bông ken được nha mấy chị. 60kg, 65kg vô được hết luôn. Cực kỳ nó giãn nè. 60kg, 65kg vô được cái đầm này luôn nha. Ai không có bụng á, bạn body tầm dài này sẽ đẹp hơn nè. Comment giùm em ra mã này, mã số 7 nha. Mã số 7 nha. Mã số 7 rất là đẹp nè. Cổ tim, mã số 7 là cổ tim. Cái cổ này là cổ tim. Nay không bán buôn bán gì mạng cửa này sao bán chặt. Chán chết luôn á. Mạng gì kỳ cục quá. Trời ơi. Cái này sau lưng nó vậy mà nó không có hở đâu nha mấy chị. Tại vì nó nằm trên cao quá nha. Ở phía trước bận nó sẽ thành một cái em ướm thử. Đây. Thôi em bận cái này thử cho mấy chị nha. Để em bận cái đỏ thử nha.
Đồng giá 89k. Dạ đồng giá 89k mấy chị ơi. Rồi có ai lấy mã 7 không? Mã 7 thì đồng giá 89k mấy chị ơi. Đồng giá 89k hết. Rẻ thấy mồ thấy tổ. Trời ơi còn 20 người đang xem luôn, kỳ. Quá kỳ quá kỳ. Đây là cái đầm này nè. Giãn lắm mấy chị ơi. Em nói cái đầm này là có khoảng 55kg, 55kg vô tư luôn. Đây sau lưng, tại vì em mặc cái áo ống nha. Em mặc cái áo ống nên mấy chị thấy chứ cái mặc cái áo kia là không thấy đâu. Tại có áo của mình thường thường nó tới dưới đây là. Ai mặc ở dưới đây luôn, không có thấy đâu nha. Lấy thì comment giùm em là đỏ body đi, bận thành body. Phối cái nịt vô cũng đẹp nữa ha. Rồi kẹp đi kẹp. Thử ra thử vô nó cứ văng kẹp. Lừa sỉ, sỉ thì inbox giá. Chị ơi em không có nói giá được trên live đâu chị ơi. Chị lừa sỉ mà lựa bao nhiêu cái nữa. Giá nó tùy theo chị lựa nữa. Lựa ít lựa nhiều nữa. Tùy theo giá nha bạn Tiên Tiên. Sỉ cứ inbox cho em đi. Tí nữa em báo giá cụ thể cho chị luôn ha. Ôm lô là giá ngắt ngay. Ai ôm lô này thì giá ngắt ngay luôn. Ơ cái đầu này. Đầm chị mặc còn màu khác không hả? Không có em ơi, đầm mặc có màu đỏ thôi. Đầm em mặc có màu đỏ thôi nha mấy chị. Đấy thì comment cho em mã đỏ nha. Mã đỏ nha. Rồi cái đầm dài nhé. Vô đây giùm em luôn Ngọc ơi. Có đầm tay nhé vô giùm em. Đầm em mặc chỉ có mã đỏ thôi. Còn ai có co thì chia sẻ một chia giùm em đi, chia sẻ một chia giùm cho em đi ha. Mấy cái đầm này á hồi lúc trước không biết đó, vô shop mua còn là 150, 150 là rẻ rồi đó. Một dây nha, cái này là một dây sau lưng nha. Tải dây, một dây thì cũng được. Trời ơi, cái đèn làm này sang muốn chết luôn trời. Không có cái gì, ba đầy gì. Trời ơi, cái đèn sang lắm nha mấy chị. Ở dưới đây bận nó sẽ thành gì nè, ôm vô nha. Rồi, ai mặt mặt thì lấy cái này. Đặng cho che bớt ra, tại vì nó là tay cánh dơi. Chuẩn bị đi tiệc nha, cái đầm len này mà mặc đi tiệc cũng được con này ha. Rồi, ai lấy thì không bao nhiêu, sọc đỏ nha. Sọc đỏ, cái đầm len mà mặc đi tiệc cũng được luôn, cực kỳ sang nha mấy chị. Nó có nhũ kim tuyến nữa nha, đừng thấy nó màu mè như vậy. Nhiều người kiếm đầm len đi tiệc không có. Đây đây là cái mã đi tiệc nha. Một cái mã đi tiệc. Sọc đỏ để dành cho đi tiệc luôn nha. Cái form này là cỡ khoảng đẹp á, là 60kg đi, 60kg bằng ôm đẹp nha. Mặc vô nó sẽ che cái phần nách của mình. Ai mà có phần thịt, phần dư dư á, che là phần đó nha. Hàng hàng mới hoàn toàn luôn nha mấy chị, chứ phải hàng cũ luôn nha. Giá rẻ rẻ là nghĩ là hàng cũ, không phải hàng cũ đâu, nó là hàng mới 100% nha. Sọc đỏ nó cứ bị đứng ngoài thôi chị Ngọc. Hân Huỳnh sọc đỏ kìa. Sọc đỏ cho chị Hân Huỳnh nè. Cái body hồi nãy á, hồi nãy em có mặc với chị Hồng Thấm ơi. Cái body của em nãy là không tay có mặc lúc đầu á, để em vô lại cho chị xem nè. Em cũng còn nhưng mà em chưa có khui tới nha. Đây là cái mẫu body nè. Ở phía trước nó làm gân gân nè, mấy chị thấy gân không? Ở trước nó làm đen gân nè, ôm theo nè. Bẩn rất là đẹp luôn nha. Rồi mã đỏ cho Hân Huỳnh ha. Hân Huỳnh một cái mã đỏ 89k nè. Cái này là cái đen body nha mấy chị. Comment giùm em mã đen body nha. Đen body ở phía trước nó gân rất là đẹp nè. Đen body. Hồi nãy giờ mấy chị mua cái áo 39.000 á, nhớ là đơn trên 100.000 giúp cho em nha, chứ đừng có để mua rồi để lát em xả ra nữa nha mấy chị. Rồi ngoài mã đỏ đó em có mẫu kèm mà cái cam nữa nha. Ai thích cam thì comment giùm em cam nha. Đây
Đây là mặt cam nha, y chang như đỏ nãy, nhưng mà nó là cam nha. 60kg rồi vô hết, được hết nha mấy chị. Trời ơi, mấy cái này 60kg vô cực kỳ đẹp luôn nha. Mấy cái đầm này về shop là không phải từ giá sao không? 200.000 nha. Đầm em không thấy. Không thấy hả? Em thấy nha Huyền Huỳnh ơi. Huyền Huỳnh em thấy chị nha. Chào mọi người, em chào khách mới vô nè. Trời ơi, cái đầm cam này rất là đẹp luôn. Đỏ với cam nè, sang cực kỳ luôn. 60kg vô được hết, tại vì tay nó là cánh dơi. Mấy chị lụm đi, tại vì đầm len hiếm thấy lắm á. Body kênh mặt em còn có một cái màu và chị Hồng Thắm ơi. Thế rồi hồi nãy bốn cái hết rồi, vậy em không có lấy ra được chị. Con canh đang mặc rồi gỡ ra khó lắm. Cái form đó là form, form body ở phía trước nó có đính hai hàng nút nè. Cái này giống như là đính tán vậy. Em chào khách mới vô lại nha. Bạn bị cái gì á. Mạng bị gì á, chả biết mạng bị gì. Chào chị Trang Moon nha. Body đây em dơ lên tiếp cái body nữa nè. Body ren nha, body ren này thôi. Sell cho mấy chị 60k luôn nha. 60k cái body ren nha, 60k. Ơ không phải lộn, à đúng rồi. Đây nha, cái body ren 60k. Chào Phạm Thanh Thảo nha, cưng tất cả là len nha chị Hồng Thắm ơi. Chào chị Trang Moon. Chị Trang Moon lại giận, biết giận gì nữa nè. Rồi, ai lấy cái này thì comment giùm em mã 60 nha, 60k luôn. Chào Quỳnh Như nha. Cái 60k này là có khoảng 55kg trở lại thôi, 55kg trở lại nha. Ở dưới nó là khối ren. Ha, 60k. Huyền Huỳnh lấy 60 hả? Huyền Huỳnh lấy là lấy cái gì comment rõ giúp cho em đi mấy chị ơi. Comment vậy là em không có biết tới cái mã nào hết trơn. Ủa gì hả chị Trang Moon? Trời ơi, tiếc vậy? Sao tiếc như vậy? Rồi 89k nha mấy chị. Đồng giá 89k nha. Huyền Huỳnh lấy cái gì ta? Lấy cái đây đó hả? Đúng rồi, nó có xẻ tà nha. Nó có xẻ tà nha. Em không thấy gì Trang Moon ơi. Rồi tiếp tục một cái len body ren nè. Body ren cổ nha ha. Body ren cổ nè. Đây, cái ren của nó đây. Trời đừng có sợ hở nha mấy chị. Cái này là 60kg. 60kg bận cũng vừa luôn nha. Từ 55, từ 50 cho tới 60kg bận vừa hết nha. Ai lấy thì comment giùm em mã ren cổ đi nha. Ren cổ, ren cổ nha. Ren cổ. À, chưa có chốt. Em chưa có chốt đâu chị Huyền Huỳnh ơi. Thị Hậu hả? Mini game hết rồi. Khánh Linh len đen, len đen là cái nào Khánh Linh ơi? Comment giùm em mã ren đi nha. Cái này là ren cổ nha. Ren cổ 89k nè. 89k. Hồi nãy cái len hồi nãy 60k sale cho mấy chị là nó có xẻ đùi nha. Nó có xẻ đùi nha mấy chị. Ren cổ 89, ren cổ 89. Em có ghim bài cái nào giá khác thì em nói khác, còn giá không có khác là có một giá đó nha mấy chị. Ủa. Má chị đứng đứng đi chứ. Con này cày cây vô mua. Con này cày. Đúng rồi. Em không có người mua là em nghĩ là ai luôn. Lên kiểu đi em. Cái áo sọc ở xin lưng. Trời ơi. Chị Trang ơi, để em bận cho chị. Cái này là cái khoác nha. Thật sự cái khoác bữa bán nhiêu? 130k hả? Chị Hồ Hình như ta. Nó là cái khoác chị Ngô Trang ơi, đi Đà Lạt hay gì có bận len. Nó là cái khoác bận chung ở trong với cái gì chân váy dài. Ý không, bận chung với cái body dài nó sẽ đẹp hơn nha ha. Đó. Đeo nạch thử luôn. Cái gì? Đeo nạch giống Hàn Quốc. Nạch ở ngoài là giống Hàn Quốc luôn ha. Len đen tay dài, bạn Khánh Linh ơi, len đen tay dài là cái nào? Khổ quá. Em đâu có cái nào nãy giờ em chưa. Chào Ngọc Hoa nha. Khánh Linh hồi nãy cái nào ta? Len kiểu len tay dài là cái xẻ hả? Cái xẻ đó hả? Cái xẻ đó là sát nách mà ta. Cái xẻ 60 à đúng rồi, len tay dài 60 rồi đúng không Khánh Linh? Nó có xẻ đùi nha, nó có xẻ đùi nha. 60 cái này ok thì cho số điện thoại một vòng luôn nha Khánh Linh. 60.000. Cái đó 60.000 á.
Rồi tiếp tục cái body, cái này là khung rộng dài nha. Khung rộng nha. 60kg, 70kg, cái này 70kg vô cũng được luôn nha mấy chị. Một bên nó có hở gì nè ha. 70kg vô cũng được luôn. Khánh Linh là đơn mới hả chị? Đơn mới 60k đó. Khánh Linh cho em xin số điện thoại nha. Ai lấy thì comment cái này mã vàng giùm cho em đi. Cái đen cổ, đen cổ hồi nãy là 89.000, mã vàng này 89.000 nha. Đó, mã vàng này sale cho mấy chị 79 chứ. Cái này men không? Không thử, thử giùm em, không có thử, không có thử, không có thử thì Quyền Quỳnh ơi. Tại cái len đó là trong cái like trước em có like rồi, trong cái like trước chị có like rồi Huyền Quỳnh ơi. Cái len nào mà mới em không có, em cũ là em không có thử nha, trong like trước có like rồi. Rồi ai lấy mã vàng 79 thì comment giùm em vàng 79 nha. Lớn to nha bạn Thị Hậu Phan. Cái màu vàng này là phân to nha. Màu vàng đó là phân to. Không lên không có không lấy. Ừ, không lấy thôi. Ơ. Trời ơi đâu lọt cái nhỏ kẹo. Ở đâu mà có cái nhỏ chẹo em bé 30kg mà không dám đâu nương nè. Nó khoảng như cái áo á. Trời ơi ai có cháu á, mấy chị có cháu thì mua cái này nha. 50.000 bán cho mấy chị 50. Khánh Linh ok, ok cho số điện thoại đi Khánh Linh ơi. Rồi cái này 50.000 ai lấy thì comment cho em mã 50 luôn nha. Có cháu thì cháu, cho cháu bạn nha. 30kg trở xuống thôi ha. Ở đâu nó bị lọt vô á, ở đâu nó bị lọt vô cái chồng này luôn á. 50k này là 60. 50k nha mấy chị ha, cái sọc 50k. À con hả? Con là Thanh hả? Anh em Thanh hả? Thanh em hả? Rồi ừ. Cái vàng là 79 nha, lấy mã vàng 79 thì em rõ thì em là vàng 79 nha. Sọc này là 50 nha, sọc này là phân nhỏ. Cảm ơn ok, xin tới điện thoại đi. Hay cái khác. Ơ, cái sọc một cái này là cái mẹ cái con. Combo hả? Hay là ba bán mẹ con. Cũng nhỏ. Ơ Thánh Thần ơi, cái mẹ cái con đúng rồi cha ơi. Rồi ai có hai mẹ con thì quất đi. Đây. Cái mẹ cái con thiệt đó. Mà ơi đây cái cha. Ê mẹ bận chị bận đó. Không được đâu, ôm lắm. Ừ, thôi cái con đi nha. Chưa chắc chị Nghi bận được. Có Phạm Thanh Thảo ơi, nhiều lắm Phạm Thanh Thảo ơi. Đây, nó tùy size mà nương. Cái này nó có size mấy chị ơi. Khổ này size S nè. Đúng rồi, nó có size 3 size luôn. Khổ quá. Thôi cái sọc này em mệt mỏi, cái sọc dẹp cái sọc qua bên đi. Mất mệt luôn. Rồi ai thích sọc mà nhỏ nhỏ ký 40kg thì lụm sọc nha. Sọc này 40kg nè, cái sọc này phân to em bán bằng giá bình thường nha. Sọc này phân to là em bán 89.000 nha. Size này 89.000, ai lấy thì comment sọc 89 rất là đẹp nha mấy chị. Cái này là cái khoảng 50kg, 52kg, 52kg bằng đẹp nha. Cái này 30kg bằng vừa luôn á. 30kg là chặt hả? Ừ, chị sợ nó. Rồi nha, ai lấy mã sọc comment giùm em sọc nha. Nếu mà tham cái sọc. Ê, các bạn Khánh Linh gửi cho số cho chị. Khánh Linh chưa thấy số điện thoại của Khánh Linh. Bắn xuống lại đi. 20kg. Rồi cái này 30kg bằng vừa nha. Ai 30kg thì lụm 30kg nha. Bill của Phạm Thanh Thảo mai đi nha. Mai đi nha em. Có này chút đơn rồi. Ngày mai tất cả các bill đi hết nha mấy chứ. Rồi ai lấy sọc comment cho em sọc nha. Phán lên sọc 40kg rồi. Ơ 40kg là cái sọc này vừa. 40kg là vừa nè. Cha 40kg vừa nè. Ừ, vừa. 40kg vừa nè, sóng lơi nè. Rồi nè. Rồi nha, em còn một cái sọc, cái loại sọc 20kg với một cái 55kg nha. 60kg Phượng Hằng hả? Không có chị Phượng Hằng, á còn nữa nè. Còn nữa, từ từ em dơ sọc lên nữa. Nhưng mà sọc màu khác nha. Amidin cho sọc nhỏ nhất. Sọc nhỏ nhất là có khoảng 20kg cho tới 30kg là Amidin ơi. Lấy thì ok nha, sọc nhỏ nhất á. Nè nó có số nè. Để bọc luôn đi. Chị để góc trên nè. Tí nữa mình nhìn nè. Nó có số, nó có size mà em không biết là cái sọc nhỏ nhất nè mấy chị, cỡ khoảng sọc nhỏ nhất là cỡ khoảng 30kg bằng được đó mấy chị ha.
cái đen tay dài theo nãy ai lấy chưa chưa nha. Có người còn trên đi ánh thôi. Amidin cho xin số điện thoại đi Amidin ơi. Cái này cũng giá bình thường. 89 à chị không cái cái đúng rồi 89.000, chỉ có cái sọc nhỏ nhất nè, sọc nhỏ nhất bán 50.000 nè. Sọc nhỏ nhất là 50k nha. Amidin còn hai cái sọc kia thì em bán bình thường giá nha. Còn cái đó còn ở trên đi ánh thôi. Cái này của ai vậy? Amidin. Amidin cái đó anh lấy thì 50k. Bán lỗ luôn. Trời cái này là một cái body nha mấy chị. Đẹp lắm. Trời ơi. Đeo nhưng mà lên gân nhưng mà có một cái là nó bị nhỏ phơm thôi. Để vậy để cái sọc nó đi. Nó bị nhỏ phơm thôi. Cái này có khoảng 50-52kg trở xuống mặt đẹp nè. 52kg nha. Lấy thì comment giùm em mã 52 luôn đi. Nó là màu xám mặt sang lắm em chị. Body nha. Cái này là body nha. Tay nó chút xíu mặt sang lắm. 37kg sợ không vừa. 37kg nãy có người lấy rồi. Amidin ơi không vừa đâu. Cái đó không vừa đâu. 37kg hồi nãy có khách chi chốt trước rồi. Bạn toán chốt trước rồi. Rồi ai lấy cái body xám này comment giùm em xám đi. Điện ngoài cho mẹ em nha chị. Body xám nha. Body xám. Cái chơi cho xin dài chục chấm gì chứ trời ơi không có thấy gì trơn. Không thấy, không có thấy lên comment, cũng không thấy xuống comment nữa. Rồi nha, màu xám đó là em có màu trắng đó nè. Trời ơi, cũng có sai luôn cha ơi. Màu xám nha, màu xám đó là có khoảng 50 không? Trời ơi, cái này size nhỏ nữa nè. Nó có số luôn chị ơi, cái này có khoảng 50kg trở xuống mặt đẹp nè. Đấy thì comment giùm em trắng 50 nha. Trắng 50. Ở ngoài nó giống như kem vậy, ở ngoài trước là đang mặc vô thì nó phơm lệch như vậy nè. Trắng 50 nha. Trắng này 50kg đem bận thật cái trắng này nha. Dạ còn chị Mai Trinh ơi, đen to còn nhiều chị ơi. Trời ơi, cái toán lên nó giờ không có số điện thoại. Toán lên đặt mấy cái rồi hả? Đâu có đặt đâu, có một chị đặt. Ủa, mới luôn hả? Ừ. Ủa, ờ, có một bé đang thấy nè. Con hai tên như lạ. Đây ha, cái trắng này 50kg nè, 50kg trở xuống mặt đẹp nè. Giãn không? Thử cho. Để rỉ nha. 50kg bằng đẹp. 60kg Phụng Hằng ơi, 60kg làm chị hỏi mẫu nào chị? Em bán mấy cái có size này em mệt quá. Để em dẹp cái có size qua một bên đi. Nè cái này có size đi, dẹp mấy cái có size qua một bên đi. Đen không to em còn đó mấy chị ơi. Đừng có lo hết. Từ từ em vô tới. Tiếp tục một cái ren này nữa nè. Hồi nãy là có bạn kia ren sợ, bạn sợ xả nè, xẻ nè, cái này không có xẻ nha. Sale 60k luôn đó nha. Lấy thì comment giùm em ren, ren 60 đi nha. Cái này có khoảng 55-56kg trở xuống mặt đẹp nha. Ren luôn, không có xẻ nha. Ren trước, ren sau, không có xẻ luôn. 60k, lấy thì comment giùm em là ren 60. Tặng cho nó phân biệt. Ren 60 nha. Dạ. Có gì em hú chị Ngô Trang ơi. Chị Trang Moon trời ơi. Lộn chị Trang Moon. Ờ bị tuổi. Trời ơi. Sao cái đen 60kg hả mày? Cái đỏ này là gì ta? Cái đỏ này em có bận á. Ngồi sao á. Gì không? Để đây đi. Để đọc cho em. Để em khui mấy cái này ra. Có cái này là hàng gì nha. Sáu mua cho bạn Huyền Huỳnh nè. Huyền Huỳnh nên mua một, mua mấy cái. Huyền Huỳnh có đơn cho chị. Ai chưa có đơn mua trên 100.000 giùm em nha. Em không có giữ đơn nha. Thùy Linh em lấy nè. Thùy Linh em xấu lấy là lấy mã nào em? Thùy 60k đúng không? Comment gõ gõ để mấy con bị lộn mã. Thùy Linh lấy mã nào? Trời ơi cái này 60kg bằng đẹp không nha mấy chị. Nhưng mà nó là sơ mi trộn thiên đẹp quá luôn. Huyền Huỳnh thấy rồi bạn Huyền Huỳnh ơi, nhưng mà kêu bạn có số Huyền Huỳnh cho số điện thoại nha. Thùy Linh ơi em lấy mã nào anh? Rồi cái này 60kg nha, trên 60kg luôn, nó là không suông nha.
Trời ơi, cái này 60kg, 70kg. Cái này có hình nha, em có hình để em đăng lên đi. Mấy chị mua đi rồi em đăng hình lên cho mấy chị. Nhìn mẫu bận rất là đẹp nha. Rồi, Thùy Linh một cái 60 nữa hết nè. Thùy Linh cho số điện thoại nha, Thùy Linh ơi. Hết nha. Rồi, ai lấy cái... Thùy Linh này công ty. Thùy Linh công ty hả? Ừ. Trời ơi, truyền hình nói gì ta. Truyền hình có một cái mà. Nãy giờ có mấy cái chị? Để coi. Đợi chút xíu nha bạn Quỳnh Quỳnh, để kiểm tra đơn lại nha. Rồi ai lấy cái đen 60, đen 60kg này. Đen này là có khoảng 70kg, 75kg vẫn cũng được luôn nha. Trước mua chị rồi, mua chị rồi nhưng mà cho lại số điện thoại mới được Huyền Huỳnh ơi. Không có cho số điện thoại là đâu có nhớ like nào đâu mà kiểm lại. Không, anh nãy giờ chưa có đặt, mới đặt hết 60 nữa. Cho lại số điện thoại. Em lấy cái nào cưng? Rồi nha, cái này là cổ sơ mi nha mấy chị. Có số điện thoại rồi Huyền Huỳnh ơi. Đầm đầm len sọc tay dài còn không? Có một cái à, một cái hay một cái đi đơn mất công tốn tiền phí em á, em mua hai cái chị đi ha. Ôi quên bà Thùy Linh ơi, quên cưng ơi. Nhiều khách Thùy Linh quá. Rồi thấy rồi nha Huyền Huỳnh. Rồi ai lấy cái đen này comment giùm em, đen 60 đi, mã 60 nha. Nó là 60kg, 70kg, 75kg bằng cũng được luôn nha. 75kg bằng cũng được luôn á. Cái đen này là phông to nhưng mà nó có lỗ mặt mát lắm, nó là len lỗ nha. Lỗ nhưng mà không mỏng luôn nha, mặt mát nha chị ơi. Mà chút là có heo, lỗ là cổ sơ mi. Tay là tay phơm, tay khuôn. Khuôn xuống luôn, không có phải tắt mắt đâu. Rồi nha, ai lấy đen thì comment giùm em là đen 60, mã 60 nha, 60kg luôn nha. Đầm đi tiệc không có đâu mấy chị ơi. Đầm này dạng như phong cách bạn ở nhà đi chơi thoải mái thôi. Đây, mặc mua một được hai luôn nha mấy chị. Đây là một cái có túi luôn nha. 70kg, 60kg, 65kg, 70kg vô được cái này luôn. 55kg thì bận nó hơi rộng tí. Ở trong mấy chị, muốn bận thì bận, không bận thì thôi. Ở trong bận thành cái ở đây nè. Em thấy không khỏi bận cũng được, khỏi bận thì nó cũng sang ha. Rồi, bận vô nó thành gì đây. Không bận cũng được nha mấy chị. Đen 60 bằng hỏi nguyên một cái nè. Trinh lơi hả? Rồi rồi ok em ơi, đợi chị tí nha. Hỏi nguyên đây. Rồi xong, ai lấy cái này comment giùm em là đen đen yếm đi, nó có cái yếm ở trong nha, đen yếm. Túi luôn. Có xẻ không? Không có xẻ mà là giặt thấp giặt cao chứ không có xẻ nha. Rồi, yếm nha, đen yếm, đen yếm. 60 kg, 70 kg gì vô được hết nha, mã đen yếm nha. Kêu nguyên cái đen yếm mà. Chị không mặc nha thì lên ơi, đợt trước thì có mặc rồi em ơi, không mặc nha. Giống không? Giống liền không giùm em. Cái gì vậy? Khác, khác số số. À, khác số hả? Ừ. Rồi may chân một cái đen yếm nè. Cho chị may chân nè. 52kg rộng luôn hả? Cái đen yếm hả? Đen yếm 52kg không rộng đâu. Có cái đen suông này á. Cái đen suông này 52kg thì rộng. Tại vì cái đen suông mà theo này á, đen suông theo này là 60kg, 70kg vẫn đẹp nha. Rồi tiếp tục, cái này là một cái body nha mấy chị. Body tay dài đỏ nha. Đen 60 cho Thanh Thúy Võ nè. Đen 60 là đen này nè chị. Đen 60 cho Thanh Thúy Võ. Thanh Thúy Võ cho xin số điện thoại nha Thanh Thúy Võ ơi. Rồi mã đỏ nha. Đỏ body nha, form body. Form body này, trời nó giãn nè. Form body này có khoảng chắc 58kg cũng vô được luôn, nó giãn lắm mà. Mấy chị muốn chắc chắn thì cỡ 55kg, 55-56kg thôi ha. 55-56kg. Đỏ có đen không hả? Không biết nữa chị ơi. Em bốc cái nào em like cái đó, em cũng không biết nữa chị đen nhánh luôn. Một kho hàng ở đây nè ha. Thanh Thúy Võ có điện thoại. Đem số điện thoại nha bạn Thanh Thúy Võ ơi. Thanh Thúy Võ. Cái body đỏ này rất là đẹp nè. Ai tướng đẹp đẹp, ngó ngay cái body đỏ này nha.
len thôi nha, đồng giá 89k hết luôn. Tất cả đồng giá 89k nha mấy chị. Cái nào mà em sale 60. Huyền Huỳnh lấy đỏ. Huyền Huỳnh lấy đỏ nè. Bữa nay không có like xét chị ơi. Thấy số điện thoại của Thanh. Đây. Cái này của Huyền Huỳnh nè chị. Đó Huyền Huỳnh. Rồi Huyền Huỳnh đủ đơn hai cái là đi hàng nha Huyền Huỳnh ơi. Thanh Thi bỏ thấy số điện thoại nè. Rồi đỏ đó em còn. Có ai lụm thì lụm nha. Có ai lụm thì lụm nha. Cái đen body đỏ 45kg bằng đẹp nha cưng. Đỏ 45kg bằng đẹp nha. Đây cái đen body thì em, cái đen đó thì em có cái màu đỏ thì em có cái đen này, nhưng mà nó là không tay nha. Cái này là form này là rộng hơn cái đỏ nha mấy chị. Ai lấy cái này comment giùm em là mã đen đi nha. Thôi comment giùm em đen nó bị lộn quá ha. 50 mã 50 nha. Mã 50 là cái đen gân á, đen gân đẹp lắm. Mã 50 là cái đen gân. Này là gì đây? Đây là cái đen không to nha mấy chị. Đen này là 70kg bận cũng vừa luôn nha. Có ai ở đây, có ai có 70kg luôn? 70kg thì lụm ngay cái đen này nha. Riêng cái đen này là 70kg nha. 70kg ha. Đấy thì comment giùm em. Giặt nó là giặt thấp giặt cao nha. 70kg ha. Ai lấy thì comment giùm em mã 70 em đi. Đen xu 70kg nè. Đen này sale cho mấy chị 60k luôn nha. Ê cái này mã 60 không? Không chị, 89.000. Mã là mã 60. Đen xu theo. Ờ ok thành thành anh Thảo. Rồi nha, ai lấy cái mã đen 70kg thì comment giùm em là mã 70 luôn, sale cho mấy chị cái này 60.000 luôn nha. Sale cái đó 60k luôn á. Đen xuân theo là cái này đúng không? Đen xuân theo là cái này đúng không? Đây nè, mấy cái này đừng có lo số ký gì mấy chị ơi. 65kg rồi vô được hết luôn, nó rất là co giãn. Cái dạt đẹp. Nó co giãn mấy chị ơi, cái dạt nói chung là may rất là đẹp. Theo nha, ngoài chú theo nha, ai lấy thì comment giùm em mã theo đi. Theo hình nè. Chú con nít. Đẹp lắm, theo nha. Đen 70 cho Thanh Thúy Võ nè. Mã đen 70 là sale. Sale 60k. Cái này chị ghi giùm em giá 60k nha. Chứ không phải là đen 70kg nè. 70kg mà 60.000 á, ghi giá giùm em 60.000 á. Hết bọc rồi hả? Liền đặt cái bọc nào giùm em đi. Ghi giá 60.000. Rồi ai lấy cái đen theo này comment giùm em mã đen theo nha. Theo cho chị Trang Môn nè. Mấy chị ơi, cái đen theo rồi đừng có lo số ký nha. Nó còn giãn lắm. 89.000 để em đi. Trang mua là của Quanh Thành Công. Rồi nha, mã theo tiếp tục nha. Ai lấy theo thì mình đang theo, em còn theo nha. Ơ, cái này ở ngoài là màu tím nha mấy chị. Chốt rồi chị Trang mua ơi, ok nha. Ở ngoài là màu tím nè. Cái này 70kg bằng cũng được luôn nha. 60kg, 70kg bằng được hết luôn nha. Màu tím. Ai lấy thì comment giùm em mã tím nha. Còn có một cái thôi, nhìn tay mấy chị. Tím nha. 60k luôn, xe cho mấy chị cái này 60k luôn. Tím 60k. Tím 60k luôn. Cái đen phía sau là cái đen này hả cưng? Hay là đen canh? Đen canh hết rồi. Đen canh còn có một cái mà đen canh nó bận đẹp nha. Đen canh nó ai mà 50kg, 60kg bận đẹp nha. Yếm em còn nữa nè mấy chị ơi. Khổ quá, bữa nay bán hàng nó đi trơn. 21 nghỉ lấy đầm đen về luôn. Vậy ra yếm mọt. Thấy bọc luôn hả? Trời ơi, cái đầm này dễ thương quá nè mấy chị. Đẹp lắm nha. Đẹp quá hả? Ô, cái đầm này ai bụng to to là lụm liền nha. Nó có cái miếng đắp nè mấy chị. Rồi ai lấy cái này comment giùm em làm sọc nha, sọc nha. Cái này trời ơi, 70kg vô được luôn nha mấy chị. 60kg, 55kg, từ 55kg cho tới 70kg vô được hết nha. Em 50, em 47kg mà em muốn thử muốn còn được nữa nè.
Rồi 50 tới 70 kg thì lượm lên cái sọc này nha. 50 tới 70 kg để đứng lên chị xem nè. Đẹp lắm. 50 tới 70 kg nha. Từ thảo một cái sọc nè, cho chị từ thảo một cái sọc. Rồi em còn một cái sọc nha, lụm thì lụm giùm em nha. Từ thảo chị. Rồi em còn cái sọc nha. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Lê Mịnh Trân à ha. Sọc cho Tiền Mai Bích Trương nè. Rồi người khách mới nè, hết nha. Không có điện thoại luôn rồi đó chị. Tiền Mai Bích Trương, Tiền Mai gì á. Tí viết không có ra mực rồi. Đẹp chơi. Thế rồi chị Mai Trinh thôi. Thế này có hai cái là chị. Hôm nay em về một tối nhiều mà một sáng ăn một sáng còn một cây kìa. Trần Như Quỳnh hả? Trời, Trần Như Quỳnh là chị khách nào ta? Em quên số ký của chị rồi. Cái này là một cái body nha mấy chị. Body này có khoảng không? Trời ơi, 58kg bận cũng được luôn ha. 58kg ở trước đây nó là rút ngực, ở ngoài nó là màu rêu. Ai đấy thì comment giùm em mã rêu đi, ở ngoài nó màu rêu. Nhìn thấy nhăn như vậy là do mấy chị nào mà ở phía trước ngực to đó, 70kg, 60kg rồi ngực to đó thì lấy cái mã rêu này nha. Cái đầm là dành cho mấy chị form bự nha. Mã rêu, keo 60k mã rêu nha. Mã rêu, mã rêu. Rồi, ai lấy rêu thì comment giùm em rêu 60. Rêu 60, cái rêu này là ngoài trước á, không phải nhăn đâu, mặt nó sẽ thẳng, nó sẽ đội cho cái ngực của mình nha. À, chị Ngô Trang hồi nãy em mặc cho chị á. Hồi nãy em mặc chị thấy không? Hồi nãy em mặc chị Ngô Trang thấy không? Ai tướng cao cao bằng đẹp lắm nha. Rồi mã rêu 60 ngàn nha, ai lấy thì comment giùm em rêu 60 nha. Hãy chị Ngô Trang thấy em mặc chưa? Rêu rêu 60. Có đang xem cho xem một chấm mấy chị. Trời, cái này đẹp lắm nha, dễ thương lắm nè. Rồi cái form này là cái form này màu kem, ở ngoài nó là màu kem. Ai lấy thì comment giùm em mã kem đi. Cái này là có khoảng 50kg cho tới 50kg cho tới 60kg nha. 60kg bằng đẹp mã này nha. Rồi để em mặc lại cho chị Ngô Trang xem ha. Rồi em mặc lại cho. Rồi cái ai lấy kem thì comment giùm em kem nha. Có một cái, còn có một cái một luôn. Mã kem. Mã kem nó 60kg thôi. 50-60kg nha. Dạ len chị Ngô Trang ơi. Đặng cái này nổi. Len chị ơi. Nhưng mà tại vì em ốm quá em mặc không có thấy được cái form. Mập mập thì bạn thấy form hơn ha. Nó là dạng khoác xả như vậy nè. Khoác xả để đi đi Đà Lạt, đi Đà Lạt gì đó. Lụm. Bằng len nha chị. Còn có một cái, cũng còn có một cái màu này hết màu rồi. Hôm bữa có màu, có màu kem hết màu rồi nha. Giờ ai lấy mã kem thì mình nhiều em kem nha. Kem rất là đẹp. Tay nó nâng. Ê thường hôm nay mình không thích thì chứ thấy sơ mi nó bạn đẹp. Ờ, sơ mi mình đẹp. Các bạn nó có form ha. Sơ mi bằng cái form thương thương gì không à. Người ta không có bạn ôm body đâu. Tại nhìn nó chút nở nữa thấy bạn ấy nó bắt nó chạy. Hôm nay đầu tóc như bà điên. Ôi sao rớt mạng hết không. Ừ sao cô chị cũng có mình mấy. Giờ nha mấy chị ơi. Đây cái này ở ngoài trước nó giống như là lên gân vậy ha. Bận vô nó thành body. Cái form này là có khoảng 55-58kg đi. 58kg trở xuống mình cũng được. Nó 58kg nha. Màu này ở ngoài nó là màu xám á, màu xám. Cổ bận vô nó sẽ ôm, nó hơi thuyền như gì nha. Cổ nó hơi thuyền như gì nha. Lấy thì comment giùm em mã xám nha. Body, xám đây là body. 58kg bận đẹp. 58kg trở xuống là thay một cái xám nè.
còn xám. Còn xám nha mấy chứ. Comment comment ai lấy xám comment xám giúp em nha. Xám thì comment xám giúp em. Xanh tim. Dính gì đây? Trời ơi cái mạc của nó may vô mà cắt chưa hết mà. Xanh nha, xanh coban. Rồi ai lấy thì mình giùm em mã xanh đi. Cái này là phom su bình thường thôi nghe mấy chị. Phom su cái xanh này nha. 60k, mấy cái phom su này em sẽ sale 60k nha. Đó, có khoảng nhiêu ký ta? Này 55 kg, 55 56 kg trở xuống mận đẹp. Nói chứ 55 56 kg, 58 kg không vô được tại mình sợ quá. Mình chặt chặt mình sợ. Rồi ai lấy xanh 60 còn bây giờ em mã xanh 60 nha. Xanh 60, xanh 60. Xanh 60. Rồi có xanh, màu xanh rồi màu đỏ luôn nha. Xanh 60 đỏ 60 luôn. Trời. Thấy kìa, comment kìa. Rồi xanh Linh Trúc nè, xanh Bà Lạc Hy nữa nè. Xanh 60 đỏ 60. Rồi sọc này rất là đẹp luôn. Sọc không đẹp không ăn tiền. Rồi ai lấy mã sọc comment cho em sọc hồng nha. Sọc này là nếu mà muốn đẹp á có khoảng 55 kg bận đẹp nè. Sọc 55 kg bận đẹp nha mấy chị. Ai lấy thì comment cho em mã sọc nha. Đẹp lắm. Form dài dặn nha. Len này mỏng mọc mặt không có nực đâu chị ạ. Mặt ban đêm đi tiệc không có nực đâu. Mã sọc nè. Mấy giờ nè? 8:30 rồi. Em mọc đây nha mấy chị. Ít khách coi quá em chán đời. Vài bữa em bán áo 39.000 thả hết. Chủ nhật sảnh. Nhi Huỳnh kiểm tra inbox hả? Rồi ok nha Nhi Huỳnh. Để chị coi inbox nha. Rồi nha, em ở đây nha mấy chị. Bữa nay em live tiếp nha. Ở sọc cho Phan Phan Thị Ni. Nè Phan Thị Ni một cái sọc nè 89k. Mấy chị ơi 89k này em cũng đi hàng luôn nha. Tại vì có một cái à. Rồi em thấy Phan Thị Ni ơi, để bữa sau em bán combo đi. Bán combo len này cho nó dễ chọn nha. Em bán combo thì giá nó rẻ hơn. Chứ mua một cái này em đi hàng không có được đó chị ơi. Ơ có một cái rách này, để lấy cái rách thôi. Nghe đẹp quá. Nói chị. Để em lấy cái turo này là cái gì nha. Thiên Huỳnh hả? Chỉ like bữa sau em like combo nha mấy chị. Bữa sau em like combo cho nó dễ mua đi. Chọn cái len này đẹp quá trời đi. Cái len này rất là đẹp nha mấy chị. Ở trước nó có lưới nè, không có hở đâu ha, nhưng mà không có hở đâu. Rồi ai lấy cái len trắng này rồi mình về mã trắng đi. Cái len trắng này mấy em ta dày dặn hở sợ. Tập trứng đen hả? Tập trứng đen là cái nào ta? Tập trứng đen là cái nào chế Mai Trinh? Tập trứng đen kìa chị Mai Trinh hất ẩu không biết nhìn đâu thấy luôn. Rồi ai lấy mã trắng này comment trắng nha. Nó tua rua đẹp lắm mấy chị. Trời ơi, cái trắng này ha, 70kg bằng cũng được luôn nha. 60kg, 70kg gì, 55kg trở lên là bận được hết rồi. Cái này là cái yếm á. Cái yếm nữa chị có rồi. Ở cái sọc này hồi nãy à, sọc này là cái yếm chị Mai Trinh có rồi đúng không? Có rồi, cái yếm là sọc này đúng không? Đúng rồi, cái yếm á. Chị tưởng là cái đất dạ. Rồi ai lấy trắng comment giùm em mã trắng nha. Mấy chị nhìn thấy trắng như vậy chờ bạn vô cái len trắng này rất là đẹp. Cái giải len của nó bằng gì mà đẹp lắm. Sao cái này nãy tắt rồi bây giờ nó cũng bữa sau em bán combo ơi shop ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha bạn Chi Thích Trô. Bữa sau để em bán combo cho lựa cho nhanh mấy chị ơi. Bán combo là giá đựng nó tốt. Rẻ như cho. Mấy chị mua một cái là bằng em mua một lần em lấy xỉ 500 cái. Em lấy xỉ một lần 500 cái đó mấy chị. Em bán giá cho mấy chị bằng một cái mấy chị lựa luôn á. Rồi nghe em ở đây nha. Hẹn mấy chị bữa sau em like nha. Bữa nay mạng biển gì dân ra dân vô.